À, Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải nghe về Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề 1 Gia đình bài số 3 Vệ sinh xung quanh nhà Chúng ta sẽ cùng với cô đi vào hoạt động đầu tiên là hoạt động khởi động. Cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các con như sau: hàng ngày em và mọi người trong gia đình thường làm gì để giữ vệ sinh xung quanh nhà? À, chúng ta hãy cùng lắng nghe và trả lời cho cô xem là những việc làm mà em và mọi người trong gia đình thường làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà hàng ngày đó là gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng với cô quan sát nhé. À, ví dụ đó là quét dọn nhà vệ sinh này tiếp đến là à, quét dọn quét sân này và đổ rác đúng nơi quy định hay là rửa cốc chén để trở nên sạch sẽ hơn đúng không nào ngoài ra chúng mình nên tỉa và chặt bỏ những cành cây dễ gãy nữa đúng không ạ rồi chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động khám phá trong hoạt động khám phá các con sẽ quan sát cho cô các hình dưới đây và thực hiện. Kể tên việc làm trong mỗi hình, hãy nêu lợi ích của những việc làm đó và nói những việc làm mà em đã làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà. Ở đây cô có tất cả là 4 bức hình. Mình sẽ cùng với cô quan sát lần lượt nhé. Đầu tiên các con hãy kể tên cho cô việc làm ở trong hình trước nào. Ở trong bức tranh số 1, các con có thể thấy rằng trong bức tranh này thì mọi người đang cùng nhau quét dọn và tổng vệ sinh khu phố. Ở bức tranh số 2 thì bố đang đổ các nước bẩn trong chung vại đi. Bức tranh số 3 thì à hai ông cháu đang cùng nhau quét dọn này, tỉa cây cảnh khu vực trước cửa nhà mình. Và ở bức tranh cuối cùng là dọn dẹp cây cối cho thoáng đãng. Và lợi ích của những việc làm đó là gì đây nhỉ? Nào chúng mình hãy nêu cho cô những lợi ích của những việc làm này nào. À, những việc làm này sẽ có lợi ích làm sạch, làm cho môi trường xung quanh nhà ở của mình thoáng đãng, sạch sẽ và đẹp hơn, đúng chưa ạ? Vậy thì các con hãy cùng những bạn trên lớp, những bạn ngồi cạnh mình hãy nêu và kể cho cô những việc mà các con đã làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà nào. À cô lấy ví dụ những việc mà các con có thể làm như là quét sân vườn này, chặt và tỉa tót các cành cây dễ bị gãy này và vứt rác đúng nơi quy định, đúng không nào? Rồi, câu hỏi số 2. Việc làm nào trong các hình sau có tác dụng giữ vệ sinh xung quanh nhà và vì sao? Ở đây cô có 3 bức hình. Ở trong bức hình số 5 thì các con có thể thấy rằng hai bác đang quét dọn chuồng chăn nuôi, đúng không ạ? Và việc làm này làm sao đây nhỉ? À chắc chắn là có tác dụng giữ vệ sinh xung quanh nhà ở rồi. Bức tranh tiếp theo nào. Sửa được đường thoát nước thải, nhà mình sạch đẹp hẳn lên. À các con thấy rằng hai bác đang sửa đường thoát nước thải ở gần nhà và đây cũng là một việc nên làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà mình. Và bức tranh cuối cùng, À, trong bức tranh cuối cùng các con có thể thấy ngay bạn nữ đang vứt rác bừa bãi ra ngoài đường. Việc làm này là không nên, đúng chưa ạ? Bởi vì nếu như vứt rác bừa bãi ra ra ngoài đường này, thứ nhất là gây ảnh hưởng vệ sinh trước nhà mình, thứ hai là gây ảnh hưởng vệ sinh cho cả khu phố. Mình không nên làm như vậy nhé. Rồi câu hỏi số 3. Theo con thì vì sao phải giữ vệ sinh xung quanh nhà? À, giữ vệ sinh xung quanh nhà thì làm sao đây ạ? Để cho khu vực nhà ở của mình lúc nào cũng xanh, sạch, đẹp, ngoài ra còn giúp phòng tránh các bệnh tật như là sốt xuất huyết này, đúng không nào? Nếu như môi trường xung quanh nhà ở mà sạch sẽ thì ruồi, muỗi, sâu bọ và các mầm bệnh không có nơi sinh sống ẩn nấp. Không khí sẽ sạch sẽ trong lành và giúp các con có sức khỏe tốt, học hành hiệu quả hơn. Đúng chưa nhỉ? Giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở cũng góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp và bảo vệ môi trường. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở của mình nhé. Rồi trước khi chuyển sang phần thực hành thì chúng ta hãy cùng cô quan sát và lắng nghe một video sau đây ta phải làm gì để bảo vệ môi trường? bố mẹ ơi, hôm nay cô giáo cho lớp chúng con đi trồng cây để hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường đấy ạ, à. vui lắm ạ. À. đúng là một việc làm có ích, tốt lắm. nếu tất cả mọi người đều làm như thế thì khu phố mình sẽ xanh sạch đẹp rồi. <laughs> ý kiến của anh cũng được đấy. hả? Là sao? Lát ăn cơm xong, mẹ sẽ sang gặp bác chi hội trưởng phụ nữ và bác tổ trưởng để họp toàn thể bà con, phát động phong trào bảo vệ môi trường ở khu phố mình. Bảo vệ môi trường thế nào hả mẹ? <laughs> Mỗi người trong tổ sẽ góp phần bảo vệ môi trường bằng cách quét dọn nhà cửa sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh đường phố, trồng thêm nhiều cây xanh hay trồng hoa ven đường, ngoài ra sẽ vận động mọi người bỏ rác đúng nơi quy định đào hố bỏ rác hữu cơ tại vườn, sử dụng tiết kiệm nước sạch và bảo vệ nguồn nước sạch. Con cũng được tham gia chứ ạ? À? đương nhiên, không chỉ mẹ, con và cả bố cũng tham gia nữa. <laughs> Anh nghĩ? Ý... Nhất trí. Cô vừa rồi cũng cho chúng ta thấy rằng những việc làm và những hành động của mọi người trong video đó cũng góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp và bảo vệ môi trường, bảo vệ cho khu phố xanh, sạch và đẹp hơn, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động thực hành. Câu hỏi số 1. Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý và chia sẻ với bạn những việc nên làm hoặc không nên làm để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà. Để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà, cô có những việc nên làm như là quét sân này. Việc gì nữa đây ạ? À, trồng cây xanh, đúng không nào, chúng mình sẽ trồng thêm các cây xanh này và đổ rác đúng nơi quy định. Vậy còn những việc không nên làm thì sao nhỉ? Những việc không nên làm thứ nhất đó là vứt rác bừa bãi. Thứ hai là đổ nước thải ra đường. Và cuối cùng là vẽ bậy, dán hay là phát tờ rơi. Được chưa ạ? Câu hỏi số 2. Em đồng tình hay không đồng tình với những việc làm nào dưới đây và vì sao? Ở đây cô có hai bức hình, bức hình số 9 và bức hình số 10. Ở trong bức hình số 9 thì à, chắc chắn là các con sẽ đồng tình với việc làm trong bức hình này, đúng không ạ? Bởi vì việc làm của mọi người đang giữ chung cư luôn sạch sẽ và thoáng đãng bằng cách quét dọn này, lau chùi các lan can này, cầu thang này, đúng không ạ? Còn bức hình số 10 thì sao nhỉ? À cô không đồng tình với bức hình số 10, bởi vì xả nước ra đường vừa gây mất mỹ quan đường phố này, lại vừa ảnh hưởng đến những người đi đường nữa. Đúng chưa nào? Mình ghi nhớ nhé. Rồi tiếp tục chuyển cho cô sang hoạt động vận dụng. Câu số 1. Hãy thảo luận và đưa ra cách ứng xử phù hợp trong những tình huống sau. Nếu như gặp những tình huống này thì các con sẽ nói và làm gì? Ví dụ ở trong tình huống đầu tiên, cô thấy rằng gì đấy ạ? À, khi mà đến giờ đổ rác thì các bác lao công sẽ gõ kẻng để cho các bạn mang rác xuống đổ. Thế tuy nhiên là À bạn Nam đang vội đi đá bóng, vậy nên bạn vứt luôn rác xuống sàn. Như vậy là đúng hay sai đây nhỉ? À tình huống này là sai, đúng không nào? Nếu như gặp tình huống này thì con sẽ nhắc nhở bạn Nam nên trực tiếp bỏ rác vào xe chở rác chứ không nên vứt ra đường như vậy. Đúng không ạ? Rồi tình huống số 2. À trong tình huống số 2 thì con thấy rằng bác đang cho à bác đang cho chú cún đi vệ sinh ở ngoài đường. Như vậy là nên hay không nên đây nhỉ? À chắc chắn là không nên Mình sẽ nhắc nhở chủ của chú chó là việc làm đó rất là mất vệ sinh đường phố Và có thể bốc mùi, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh Mình ghi nhớ nhé, chúng ta không nên như vậy, được không nào? Rồi, cuối cùng Chúng mình có một ghi nhớ như sau Chúng ta cần làm những việc phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà Tạo môi trường sống sạch đẹp bảo vệ sức khỏe, góp phần phòng tránh dịch bệnh. Được chưa nào? Ở như vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.